Alo, Bello, Cello, vâng, buổi phát thanh mũ da cam làm cho trẻ sơ sinh. Hôm nay ta tiếp tục với bài B7. Lần trước có bạn Trang Khanh ở Sài Gòn đã giới thiệu cho em ơi một clip rất là hay. Một bé tầm 6-7 tháng tuổi. Không, chắc hơn 7. À, 6-7 tháng tuổi rồi, em đã biết đứng rồi. Và em bé mặc áo vàng đứng chơi ở bậc thềm của một bể bơi. Ngập đến ngang bụng. Và em bé với đồ chơi ở trong nước, một quả bóng hay là một con vịt hay là một con giống gì đó. Vâng. Rồi em bé ngã lộn nhào xuống nước, mặt úp xuống nước ạ. Em bé chìm xuống, sau đó rồi thì em bé nổi lên. Em bé nổi lên và nằm ngửa ra. Nằm ngửa ra và nằm nổi tự nhiên thế trong một thời gian khá dài thì có nhiều bà mẹ trầm trồ khen ngợi. Bạn Trang Khanh có đề nghị em ơi giải thích tại sao em bé lại có thể làm được như thế. Một số bạn thì nói rằng đây là một phản xạ bản năng của bé và không hiểu như thế nếu như con bạn ấy khoảng 14 15 tuổi rồi thì còn phản xạ bơi lội bản năng đó không. Thì xin thưa rằng đấy không phải là phản xạ bản năng của bé. Những gì bé làm ở trong cái video clip đấy, mọi người có thể xem ở trong trang eBay mẫu giáo hoặc là fanpage eBay. Thì những gì bé làm trong clip đó, ngã úp mặt xuống, rơi xuống sâu, rồi xong nổi lên, xong lật ngửa ra nằm trên lưng, thì đấy không phải là phản xạ bản năng. Mà đấy là phải được học rồi, luyện tập rồi, đúng không ạ? Phải được luyện tập chứ không thì không 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 bơi được đâu ạ. Không làm được như thế đâu. Đấy không phải phản xạ bản năng ạ, mà đấy là phải phản xạ đã được luyện tập. Thì như từ đầu em đã nói rằng cái việc dạy bơi cho trẻ sơ sinh thì nó đi qua những bước. Bước đầu tiên, vâng, bước đầu tiên tức là, vâng, chào chị Kim Thanh Hoàng, vâng, anh Lão xin chào chị. Bước đầu tiên tức là bạn phải làm sao kích hoạt được phản xạ nín thở bẩm sinh của bé. Cái phản xạ này là gọi là bẩm sinh nhưng bạn phải kích hoạt nó, vì nếu không kích hoạt nó thì nó sẽ dần mất đi. Khi nước dội vào đầu thì nếu mà bạn không kích hoạt thì là dần dần bé sẽ sợ nước. Bé không muốn tắm đâu, bé bị nước vào mặt vào mũi rồi thì là bé khóc rồi thì bé phản ứng. Bé sợ. Thế thì đầu tiên là phải kích hoạt bằng việc chúng ta dội nước lên đầu rồi chúng ta tắm vòi hoa sen trong khi tắm thôi ạ, không cần ra bể bơi vội. Sau đó rồi là cái phản xạ đấy là phản xạ rất là quan trọng. Sau đó là cái phản xạ quen với cái việc mà bồng bềnh ở trong nước ạ, vì bé nằm trong bụng tức ối rồi mà bây giờ bé đi trên mặt đất, bé dần ra bé nằm rồi thì bé bò rồi thì bé lẫy bé bò rồi sẽ đi thì ở trên mặt đất thì cái nó không còn cái sự mất thăng bằng bồng bềnh hoặc là cái đẩy nổi của nước nó không còn nữa. Vậy thì là dần dần nếu không tập cho bé thì bé sẽ mất các phản xạ đó đi. Và khi bé bị rơi xuống nước thì bé sẽ không làm được như em bé kia đâu. Vậy thì là cái việc mà các bạn nhìn thấy đấy là khi em bé làm được như đấy, đến đấy rồi thì đó là một cái quá trình rất là lâu dài rồi. Quá trình tức là luyện tập khổ công, luyện tập của bản thân bé cũng như của bố mẹ. Chứ không phải là trẻ con sinh ra là có bản năng như vậy. Đúng không ạ?
có cái bản năng bẩm sinh, nín thở bẩm sinh, có phản xạ bơi lội bẩm sinh, nhưng chúng ta phải kích hoạt, nếu không thì bé sẽ quên đi, bởi vì bây giờ môi trường của bé đã thay đổi, đúng không ạ? Thế thì đấy là nói qua về về việc mà các bạn đã bình luận về cái video clip đó. Vậy thì bây giờ bước thứ nhất, kích hoạt phản xạ nín thở bẩm sinh, rội nước tắm vòi hoa sen, nhúng xuống nước, nhúng xuống về mức như em bơi đã hướng dẫn các bạn. Sau đó là làm thế nào quen với cái phản xạ, tức là quen với sự bồng bềnh của nước, thì nhúng xuống, bỏ tay ra một chút cho bé chìm, xong đó lại giữ lại bé và nhấc bé lên, tăng dần cái thời gian bé nín thở ở trong nước, nổi ở trong nước dần dần, thì tức là bé sẽ tự nổi lên thôi, bởi bản thân cơ thể của bé đầu to và người rất không có cơ bắp gì cả, rất là bụ bẫm, rất là cơ bắp không có, cho nên là rất là nhẹ, cho bé tự sẽ nổi lên trên mặt nước, nổi lên dần. Và chúng ta lợi dụng cái chuyện đó bé nổi lên, thì chúng ta hất cái mông bé, hất cái chân bé để cho bé nằm ngửa ra, bé nổi trên mặt nước. Đấy, đến cái những cái tháng mà những cái tháng đầu 3 4 tháng tuổi thì chúng ta có thể tập những cái chuyện đó, nổi ngửa lên ạ, nằm ngửa, hướng dẫn nằm ngửa vai như thế nào, rồi rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy trong một cái chuỗi clip hôm nay mà em ơi đã chỉ cho mọi người ở trên Facebook đấy, ở trong emơi.vn thì vẫn luôn có thôi, tức là mọi người sẽ thấy rằng là 1 tháng tuổi tập như thế nào, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 11, 13, 15 cho đến 18 tháng thì bé được tập như thế nào, tức là nó thành chuỗi là như thế, thì mọi người có thể tham gia, mọi người có thể theo dõi, thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái quá trình, tức là trình tự từ 1 tháng tuổi cho đến 18 tháng tuổi thì bé có những cái hoạt động gì. Ở đây thì có rất nhiều cái video clip khác nhau của những tác giả khác nhau, thì là có thể nó cái phương pháp nó hơi khác nhau một chút, nhưng không có vấn đề gì cả, mà chúng ta có thể thấy rằng là có những nơi thì là họ tập muộn hơn, có những nơi thì tập sớm hơn, có những cái video clip thì bắt đầu từ 9 tháng tuổi, có những cái video clip thì bắt đầu từ 1 tháng tuổi. Vậy thì là, nhưng mà cái mà chúng ta tập cho tất cả các bé thì đều là cuối cùng là hướng tới, đầu tiên là kích hoạt phản xạ nín thở bẩm sinh, sau đó nhúng chìm này, sau đó bắt đầu nổi lên này, xong này lật ngửa ra này, đúng không ạ? Thì để chúng ta, tức là lật ngửa ra, thế thì cuối cùng rồi thì là lật sấp lại, lật ngửa này, lật sấp này, xong lại lật ngửa này, lật sấp, cho bé quen với các cái thay đổi như thế, để lúc lật sấp thì bé nín thở, lật ngửa thì bé thở, lật sấp thì lại nín thở, lật ngửa thế nữa. Thế và chúng ta theo dõi các video đấy thì chúng ta cũng có thể, tức là tự tập cho con mình được, không có gì khó khăn cả, bởi vì tôi em ơi hay là chuyên gia Úc hay là chuyên gia Áo hay là chuyên gia Mỹ hay là chuyên gia Thái Lan, tập cho trẻ sơ sinh thì cũng chỉ có từng ấy bước thôi, vấn đề là bố mẹ Việt Nam chúng ta có kiên trì hay không. Rất tiếc là bố mẹ chúng ta lại không kiên trì, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là có còn một cái việc nữa, tức là chúng ta đã học là ngửa lên rồi, thả nổi ngửa rồi, bây giờ thì việc lật sấp lại, đúng không? Lật sấp thì không có việc gì, tức là em bé đang ngửa ra thì chúng ta lật lại thôi, lật lại này, đúng không? Thì em bé sấp xuống. Nhớ rằng là khi mà lật sấp như thế này thì chúng ta lại phải biết được rằng là em bé đã có thể chìm sâu, chìm ở dưới nước một thời gian khá là lâu, ví dụ như là khoảng 3 4 giây chẳng hạn, và em bé không thở, đúng không ạ? Thì chúng ta vừa kịp tức là lật, đúng không, lật sấp xuống, đang thận nằm ngửa này, chúng ta ấn vào một bên tay ạ, bên tay hoặc bên vai ạ, chúng ta quay người quay em bé này, thì em bé úp xuống, ta tính ra khoảng đếm 1 2 3 thì ta lại lật lên, đúng không ạ? Đấy, thế thì tức là cái khả năng chìm đầu ở dưới nước khi chúng ta nhúng thẳng đã phải khá khá rồi, thì mới chúng ta mới nên làm thế. Chúng ta bắt đầu bằng tư thế thả nổi ạ, đúng không ạ?
Tư thế thả nổi, chúng ta đã học cách làm thế nào cho bé thả nổi ấy. Chúng ta bế bé thế này ấy, hoặc là chúng ta tựa vào vai, hoặc chúng ta có khả năng tức là cầm ở đầu bé, xong rồi chỉ cần đỡ đầu thôi ấy. À, thì xong đó chúng ta kéo kéo đi kéo lại. Đấy. Chúng ta có thể quan sát cái này trong video clip được. Có rất nhiều. Sau đó rồi là lật sấp này, lật ngửa này, lật sấp này, lật ngửa, đúng không? Đấy thì cho bé làm quen với sự thay đổi thế. Và trước đây là nhúng thẳng xuống nhấc lên, nhúng thẳng xuống nhấc lên, là bây giờ thì ngửa này xong lại sấp này, đúng không? Ngửa này sấp này. Đấy. Thế thì khác nhau ở đây, sự khác nhau giữa bố mẹ Việt Nam, bố mẹ Tây nhiều khi cũng là phải đưa đến cho các thầy các cô tập. Nhưng mà ở nhà mình thì thấy rằng là em ơi, thấy rằng là cái việc luyện tập đấy nó cũng chả khó khăn gì mà chúng ta không làm được. Bản thân thì chúng ta có đủ các thầy cô giáo đâu. Vâng, đúng rồi, bạn Bình bạn nói đúng rồi, cái vụ này phải phải kiên trì thôi. Làm thế nào mà lại có một kết quả nhanh được. Người Việt Nam thì không hiểu tại sao rất thích đi tắt đón đầu, tức là mới tập mà 2 3 hôm thì xong rồi, hay là 1 tuần gì đó thì đã là ôi giời ơi con tôi chả học được gì, thế mà rất buồn. Nhưng thực ra là bé học rất nhiều, bé học rất nhiều nhưng mà bé không nói được, chứ bé chỉ nằm ngửa dưới nước thôi mẹ đã cảm nhận ngửa mặt nhìn trời, thế nghe mẹ hát thế là học rồi. Nhưng mà bố mẹ Việt Nam thì lại nghĩ khác, cho nên là tập được 3 4 hôm mà chán. Khi mà em ơi đi dạy thì bao giờ cũng thế thôi, tức là các mẹ lúc đầu rất là hăng, các bố rất là hăng, hứa nọ hứa kia, nhưng mà 5 buổi là đã khá nhiều rồi. 5 buổi là gì? 5 buổi là mỗi tuần chỉ cần dạy 1 lần thôi, mà mỗi lần chỉ cần độ 1 tiếng thôi, nhưng mà bố mẹ là đã chán rồi. Xong là 7 buổi thì rất hiếm. Có cũng thỉnh thoảng có một vài bố mẹ thì theo được và tự là mang con đến bể bơi. Ngoài những cái giờ dạy của em bơi ra thì bố mẹ còn tự mang thêm đến, rất hiếm. Và cho nên là cái việc mà thành công trong việc em bơi mà dạy một lớp nào từ đầu đến cuối rất là hiếm, chỉ có một vài người có thể làm được. Thế có những bé thì đã khi học theo học cái bơi thì đã bắt đầu từ lúc mà bé đã có thể chìm đầu trong nước rồi, đã bơi con quắng này rồi, thì lúc đó em bơi chỉ giúp thêm, tức là tạo điều kiện cho bé bơi xa hơn, sau đó rồi hướng dẫn bé lật thở ngửa lên để thở. Thì về việc dạy thì là em ơi thấy rằng trẻ con Việt Nam đều có thể làm như trẻ nước ngoài được, nhưng rất tiếc rằng bố mẹ Việt Nam lại không yêu con giống như bố mẹ nước ngoài yêu con. Bố mẹ Việt Nam không dành thời gian nhiều cho con, bố mẹ Việt Nam mong có thành tích hơn, mong muốn rằng là con tôi đã làm được thế này, con tôi làm được thế kia, và làm xong rồi là xong, thế là xong thôi, đúng không? Chứ không cần biết rằng là bơi lội là thường xuyên và có ích, bơi là vui vẻ, bơi là mạnh khỏe, bơi là an toàn, bơi là sau này có thể mưu sinh, đúng không? Cái vui vẻ, cái mạnh khỏe thì đâu có phải là sau 4 5 buổi, 20 buổi tập là vui được, là khỏe được, mà cái vui này phải duy trì cả đời, cái khỏe này cả duy trì cả đời. Bố mẹ đi tập yoga thế làm sao 3 4 buổi mà khỏe ngay được, bố mẹ đi chạy cũng thế, đúng không ạ? Thế thì trẻ con thế thôi. Con các bạn nếu cứ xuống nước không cần thầy nào cả, cứ theo em hướng dẫn như thế rồi thì chịu khó xem trên video clip thì con các bạn sớm muộn cũng sẽ biết bơi. Và cái bơi này nó rất là tốt, cái tiếp xúc với nước này nó rất là tốt. Đâu có cần phải mua sự công thức, đâu có phần phải ăn lắm thịt đâu, đúng không ạ? Đấy là lợi thế cạnh tranh mà các bố mẹ khác không có. Bố mẹ nào kiên trì hơn bố mẹ khác thì bố mẹ đó sẽ được lợi. Còn tất cả mọi người đều ăn sữa công thức, tất cả mọi người đều học một cái giáo trình ABCD như chúng ta đang học hiện nay thì có cái gì đâu hơn nhau, cái gì đâu mà cạnh tranh ạ. Đi học sớm làm gì, chỉ có từng đấy thôi, đúng không ạ? Rồi 9 giờ 14 phút, 14 phút rồi. Đấy, lật ngửa lật sấp, đúng không? Lật ngửa lật sấp là cái cuối cùng thì là phải được tiến tới như vậy. Và trong khi học bơi nhớ một điều,
an toàn cho trẻ. Vậy thì những cái lúc nào mà chúng ta cần cho trẻ nghỉ ngơi? Thứ nhất là trẻ có thể mọc răng, có thể sốt, có thể trẻ có thể bị tiêu chảy, đúng không ạ? Có trẻ có thể bị cảm, có thể bị sốt, thì chúng ta không nên cho trẻ đi học bơi theo cái kiểu ở ngoài bể bơi, mà chúng ta có thể vẫn tắm táp, rửa ráy cho bé ở nhà, dội nước lên đầu cho bé chẳng có vấn đề gì, hoặc là tắm nước ấm và vòi hoa sen các thứ cho bé, thì vẫn làm sao để vẫn duy trì được cái phản xạ nín thở. Cái phản xạ ấy, nín thở nó là quan trọng, đúng không ạ? Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ được cái chuyện đó. Thế rồi còn trong khi mà dạy, trong khi mà tắm cho bé, nhỡ bé có sặc nước thì có vấn đề gì không? Không vấn đề gì ạ. Tại vì bé ở cái tuổi như vậy sặc nó sẽ không sặc nhiều đâu ạ. Chúng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải luôn luôn theo dõi bé, chứ không phải là vứt bé ra đấy rồi chạy ra có ai gọi cửa hoặc là có chung điện thoại hoặc là thế nọ hoặc thế là kia thì không được, thì chắc chắn sẽ là không ổn. Thế còn thì nếu chúng ta đã tập cho bé thì chúng ta nói bé có sặc một chút thì cũng giống như là ăn cơm, ăn sữa, sặc thôi. Sặc cháo, sặc canh các thứ thì chúng ta cũng xử lý một cách bình thường, giống như là sặc sặc nước, sặc sữa, thì chúng ta vỗ 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 vào lưng, đúng không? Vỗ 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 vào lưng. Thế thì chỉ khi trừ khi mà chúng ta